tại khu vực miền Trung giảm nhẹ 1.000 đồng một ký. Riêng khu vực miền Nam, giá lợn hơi vẫn diễn biến trái chiều, cao nhất tại tỉnh Đồng Nai đạt 92.000 đồng một ký. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc ghi nhận vẫn tiếp tục im ắng và neo ở mức cao, giao dịch phổ biến quanh mức 90.000 đồng một kg. Cụ thể, Lào Cai tăng thêm 1.000 đồng một kg lên mức 92.000 đồng một kg, bằng với Tuyên Quang, Nam Định. Ba tỉnh này cũng là các địa phương có mức giá lợn hơi cao nhất toàn khu vực miền Bắc. Bắc Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, giá lợn hơi hiện đang được thu mua thấp hơn 1.000 đồng một kg, ở mức 91.000 đồng một kg. Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, giá lợn hơi chỉ ở mức 90.000 đồng một kg. Riêng Ninh Bình, giá lợn hơi ở mức thấp nhất toàn khu vực đạt 89.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận giảm nhẹ, hiện dao động phổ biến quanh mức 85.000 đồng một kg. Cụ thể, tại Bình Định, giá lợn hơi đạt 89.000 đồng một kg, đang ở mức giá cao nhất tại miền Trung. Xếp thứ hai là Bình Thuận ở mức 88.000 đồng một kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, giá lợn hơi hiện đang được các thương lái thu mua ở mức 87.000 đồng một kg. Hà Tĩnh, giá lợn hơi đạt 86.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại, giá lợn hơi dao động 83 đến 85.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay ở miền Nam ghi nhận diễn biến trái chiều tại nhiều địa phương. Giá lợn hơi cao nhất khu vực đạt 92.000 đồng một kg tại Đồng Nai. Kể đến là Cà Mau, giá lợn hơi tăng thêm 2.000 đồng một kg, đạt 89.000 đồng một kg. Tỉnh có cùng mức giá này là Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Bến Tre, giá lợn hơi ở mức 88.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, giá lợn hơi dao động ở mức 87.000 đồng một kg. Trong khi đó, lợn hơi tại Vĩnh Long giảm 1.000 đồng một kg, hiện đang được thu mua với giá 86.000 đồng một kg. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ này chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra và rà soát đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối, cung ứng, lò mổ, đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn, tính từ cửa trại, cửa chuồng của doanh nghiệp, người chăn nuôi đến doanh nghiệp, siêu thị, người bán cuối cùng trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp chăn nuôi lợn có thị phần lớn về việc chấp hành pháp luật về độc quyền, cạnh tranh, gian lận thương mại. Nếu có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch để găm hàng, thao túng giá thịt, thực hiện xử lý nghiêm, kịp thời và theo quy định của pháp luật. Đối tượng kiểm tra là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ở các khâu khác trong toàn bộ chuỗi chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, phân phối, cung ứng giống, lợn hơi và các sản phẩm thịt lợn. Phương thức kiểm tra bao gồm có kiểm tra tại chỗ hoặc là yêu cầu có văn bản báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho đoàn kiểm tra. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Hiệp hội Xuất khẩu thịt Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tổ chức tuần lễ thịt lợn Mỹ tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên thịt lợn Mỹ được bán tại các siêu thị. Dự kiến sẽ có khoảng 50 siêu thị tại nhiều tỉnh thành như là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ triển khai bán thịt lợn Mỹ bắt đầu từ ngày hôm qua. Những sản phẩm thịt lợn này được nhập khẩu trực tiếp từ tập đoàn Tyson, nhà sản xuất và xuất khẩu thịt thứ hai thế giới. Trong tuần lễ thịt lợn Mỹ, người dùng Việt Nam sẽ được trải nghiệm các món ăn hấp dẫn được chế biến từ thịt lợn nhập khẩu Mỹ. Ngoài ra, người dùng còn được hỗ trợ sơ chế để có thể nấu ngay khi mang về nhà. Những sản phẩm thịt heo Mỹ do Biazimat nhập khẩu và phân phối thì có thể nói rằng là giá rất là cạnh tranh, và thực tế là trong cái tuần lễ thịt heo Mỹ tại hệ thống Biazimat của chúng tôi thì cái mức giá 113.000 đối với cả thân heo Mỹ có thể nói rằng là một mức giá rất là hấp dẫn với người tiêu dùng Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn của Hoa Kỳ sang Việt Nam năm 2019 đạt 18,6 triệu đô la Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 15,5 triệu đô la Mỹ, tăng 143% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ là một trong những nước có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm trên thế giới. Chúng tôi mong muốn không chỉ đưa những sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng Mỹ, mà còn đến người dân khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mỗi một sản phẩm thịt lợn xuất xứ từ Mỹ được tiêu thụ tại Việt Nam đều được sự đảm bảo của Cơ quan Kiểm tra An toàn Thực phẩm Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là an toàn và đạt chất lượng. Với chính sách giảm thuế xuất nhập khẩu với mặt hàng thịt lợn từ chính phủ Việt Nam, các chuyên gia cho rằng
Việt Nam sẽ là thị trường tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp thịt lợn của Mỹ. Điều này cũng góp phần đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Sau lô heo đầu tiên nhập khẩu từ Thái Lan về nước ta để giết mổ, lô heo thứ hai gồm 500 con heo thịt sống nhập khẩu từ Thái Lan về nước ta để giết mổ cũng mới về đến trại Đồng Hiệp của tỉnh Đồng Nai. Đây là lô heo thịt sống nhập khẩu đầu tiên được đưa vào khu vực phía Nam nhằm phục vụ cho công tác giết mổ, cung cấp thịt heo an toàn cho thị trường này, đồng thời góp phần hạ nhiệt giá heo hơi trong nước. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự. Những con heo thịt sống này trước khi vào trại để cách ly đã được các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hồ sơ khai báo, tình trạng sức khỏe thực tế của từng con. Bước đầu, tất cả đều đạt tiêu chuẩn, không phát hiện triệu chứng lâm sàng của các dịch bệnh truyền nhiễm trên heo. Mỗi con có trọng lượng từ 110 đến 120 kg, đạt kích cỡ tốt. Việc còn lại là chờ kết quả xét nghiệm từ chi cục thú y vùng 6 là có thể mang đi giết mổ. Cái mẫu máu được vùng 6 người ta công bố được thì mới được bán. Nhưng có thể là 4 ngày, có thể 5 ngày, có thể đến 7 ngày. Cho nên là cái đấy thì bản thân chúng tôi không quyết định được. Cho phép bán hay không, tiêu thụ hay không thì vẫn là thú y vùng 6. Lấy mẫu xét nghiệm âm tính các bệnh theo quy định của luật thú y và những cái điều kiện của các cái trang trại của Thái Lan đã đưa cái thông số ta thì đưa vào nuôi cách ly, lấy mẫu trong vòng 5 ngày phải đưa giết mổ. Theo đó, số heo này sẽ được chuyển đến cơ sở giết mổ Sơn Á tại thành phố Hồ Chí Minh để giết mổ. Mỗi thương lái sẽ chỉ mua không quá 20 con heo nhằm tránh tình trạng làm giá khi tập trung cho một đầu mối. Dự kiến giá heo hơi bán ra thị trường là 80.000 đồng một ký. Mức giá này hiện thấp hơn giá heo đang bán tại phía Nam khoảng 5.000 đồng đến 8.000 đồng một ký. Chủ trương của công ty Thủy Dương Phát thì cũng có chủ trương là cũng bán làm sao cho nó sát giá thị trường. Thì thấp thì cũng không được, mà cao thì chắc là không làm được, cho làm sao nó phù hợp. Đấy, để cho người tiêu dùng và thị trường chấp nhận được. Và nó cũng cùng với các doanh nghiệp khác để bình ổn được cái giá nó tương đối là tốt. Đơn vị này cũng cho biết sau lô heo thịt sống này thì cứ cách 3 đến 4 ngày sau, mỗi chuyến sẽ có khoảng 1.000 con heo sống, bao gồm heo thịt và heo giống sẽ về trại. Đến khi đủ số lượng đã đăng ký, đáp ứng nhu cầu thị trường. Vâng, thị trường thịt lợn hơi trong nước đang giảm, tuy nhiên vẫn ở mức cao nhất nhì thế giới. Việc nhập khẩu lợn từ Thái Lan chỉ là giải pháp tình thế. Để bình ổn thị trường thì việc tái đàn vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên, sau những thiệt hại nặng nề về kinh tế do dịch tả lợn châu Phi gây ra, thì người chăn nuôi lợn ở nhiều tỉnh thành do thiếu vốn và cũng bởi giá lợn giống tăng cao đột biến nên vẫn chưa thể tái đàn, gia tăng nguồn cung. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Quảng Ngãi. Dịch tả lợn châu Phi đã làm chết đàn lợn 600 con, vừa giống, vừa thịt, khiến ông Tránh thiệt hại đến hàng tỷ đồng. Cả khu chuồng rộng 1.000m2, giờ đành bỏ trống. Trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước quá ít ỏi so với nhu cầu vốn đầu tư tái đàn của ông. Thứ nhất là vốn không còn, và mình có chuẩn bị chuồng trại cũng lại hết. Thấp trùng và bơm thuốc rồi kỹ lưỡng nên bây giờ là tới đòn rất là sợ, nhưng với tới đòn vì chuồng trại bỏ vốn quá lớn nè, nên thật sự ra là phải lòng thôi, chứ mình chỉ cần bình ổn giá hàng lợi của nhà nước thì mình dễ lòng hơn. Việc thiếu hụt nguồn vốn tái đàn, thêm vào đó là sự đột biến về giá cả thị trường cộng với dư âm của đại dịch khiến tâm lý người chăn nuôi rất bất an. Đây dù giá heo con thì giá heo có 50.000 một ký thôi, nhưng bữa nay lại tăng lại gấp đôi. Cái nguồn thức ăn thì còn ngày thì đó giá heo nó rất là bập bênh, mà còn ngày giá thức ăn nó rất còn cái nâng cao lên quá, nên thành ra những cái nhà chuồng chăn nuôi mình không có thể đó giống tái đàn lại được. Mình mong muốn hỗ trợ nhà nước có thể là cho vay không lãi hay là cho giúp đỡ cho người dân để hỗ trợ tái đàn. Cái mục tiêu tái đàn trong thời gian tới là khoảng 30.000 con để kịp thời mà tái đàn cho người nông dân, cũng như đảm bảo được cái số lượng đàn gia súc trên địa bàn huyện, cũng như đảm bảo về con giống. Thì huyện đã chỉ đạo cho trung tâm là hướng dẫn bà con chọn những cái con giống mà đảm bảo về cái an toàn về sức khỏe, không dịch bệnh, cũng như có cái biện pháp hướng dẫn cho người nông dân chăm sóc để đảm bảo được cho con giống sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện huyện Nghĩa Hành đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu, trong đó có việc chi trả kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước cho những hộ có lợn chết vì dịch bệnh.
Với quyết tâm khắc phục khó khăn, mạnh dạn đầu tư tái đàn của người chăn nuôi, hy vọng huyện Nghĩa Hành sớm khôi phục lại số lượng đàn lợn và đem lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân. Đây là mô hình chăn nuôi an toàn sinh học được Tập đoàn Quế Lâm hướng dẫn nông dân áp dụng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sử dụng nệm lót sinh học, đưa các chế phẩm vi sinh phục vụ phát triển chăn nuôi vào trong thức ăn, nước uống, nệm lót và cả trong công tác xử lý môi trường. Để phát triển chăn nuôi lợn ở các hộ gia đình trong thời gian tới thì vấn đề là phải có những cái mô hình mà áp dụng một cách rất thuận lợi, đảm bảo an toàn sinh học, nuôi thông thoáng tự nhiên như thế này, giải quyết được vấn đề môi trường, giải quyết được nước rửa trại không phải sử dụng nữa, chất lượng sản phẩm thì là ở dạng hữu cơ. Thì tôi thấy là về vấn đề môi trường là không bị ô nhiễm, có cái ưu điểm với cái hai là mất tốn rất ít nhân công cho chăm sóc lợn, chỉ đến bữa là ra cho lợn ăn thì cũng không phải tắm giặt thì cho lợn và các thứ nào. Và cái hai là về môi trường là đảm bảo môi trường. Về dịch bệnh thì thời gian tôi nuôi thì tôi chưa thấy có một cái hiện tượng gì xảy ra. Tại mô hình chăn nuôi an toàn sinh học của Quế Lâm tại Vĩnh Phúc, các công đoạn đều theo hướng chăn nuôi khép kín, từ cấp lợn giống, thức ăn, men vi sinh cho người chăn nuôi, sau đó mua lại với giá cao và cung cấp cho thị trường. Mô hình này được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá rất cao để nhân rộng ra các nông hộ.